Luôn xin chào anh em, nay mình giới thiệu với anh em một cái máy băng dít xài pin hiệu của thằng Hukan ha. Này nó xài động cơ rootless không chỗ than nha anh em, 16V. Bên ngoài nó có thùng giấy có chữ Hukan in nổi. Bên trong thùng thì mình thấy là có sách hướng dẫn kiểu bảo hành nè. Mua là hàng chính hãng mình sẽ được bảo hành là 6 tháng nha anh em. Có hai cục pin, một cây cục sạc và một cây thân máy. Kèm nó thì nó sẽ có những cái đầu dít nha, nó có là 6 đầu. Giờ mình thấy hai cái dít bông sao nè, hai cái dít dẹp và hai cái dít ba ke ha. Con máy của mình rất là nhỏ gọn luôn. Ngoại hình thì mình nhìn thấy y chang như con máy khoan vậy đó. Cấp trượt ở trên đây có một chế độ khoan với lại 21 chế độ bắn dít. Con này là đầu ngắm dít ha, thì người ta tặng kèm 6 mũi nè. Mua về có thể mình tận dụng, mình nhét vô xài luôn nha. Dạ ngắn ngủn luôn. Lắp cái mũi này thì rất là đơn giản nha anh em. Trên đây thì nó có cái cục ngắm dít nè, anh em đẩy lên nhét vô. Cái dít mình sử dụng thì nó sẽ có một cái khía ở đây, thì mình lắp vô thì nó mới dính nha. Thường thường là mấy cái hãng lớn người ta sẽ bán ra nguyên cái bộ như nè. Nó có mấy cái đầu đổi bu lông nè, thì những cái đầu bắn ton và những cái đầu dít kèm theo những cái mũi khoan nhỏ nhỏ, thì anh em có thể mình tận dụng máy bắn dít để mình khoan luôn cũng ok nha. Được hết chưa? Ở dưới đây nè, chưa, nó có cái khía này là xài được rồi nha. Tức là mình nhìn nó giống vậy là xài được thôi. Dạ đúng rồi, có những cái mũi khoan tròn á thì xài không được thôi. Chỉnh nó là 6.35, chỉnh nó không dụng. Mua cái này thêm cái bộ này là xài dạ đa năng luôn, bắn ton được luôn nè, ăn dít được hết trơn nè. Dạ anh lắp pin vô test thử coi sao. Nó ghi là 16.8V nè, 4 cell, dung lượng của nó là 1500, và pin này nó là pin 5C. Ở sạc hiện là một cây đế sạc luôn. Trên đây nó có báo đèn nè, khi mà đang sạc nó sẽ hiện đèn đỏ, và sạc đây nó sẽ hiện là đèn xanh nha. Dạ ok ha. Có nút đảo chiều, có thể mình chỉnh nhanh chậm ở cò luôn. Đây là chỉnh nhanh chậm theo chế độ nhông. Số 1 thì tốc độ nó chậm lại nhưng mà lực siết nó sẽ cao lên. Cái này tối đa của nó thì thấy đây nó ghi là 45 Nm nha. Bảo hành 6 tháng, trọng lượng của nó là 0.7kg, chỉnh của nó là 6.35, đúng rồi nè. Tốc độ vòng quay từ 0 cho tới 1750. Động cơ Goodlet đen của nó là HKCTV0345MCL nha anh em. Gọn nhẹ bỏ túi được ha. Đừng leo lên cao rồi đó. Đúng không? Ok ha. Thì nó cũng y chang như mấy cái máy khoan này chơi. Được cái là nó sẽ ngắn hơn. Thì nó sẽ dư ra cái đầu này nè cho. Đầu này nó là đầu kẹp đa năng. Này thì nó là đầu chuyên ngậm dít. Thì khi mà mình lắp cái đầu này vô thì cái dít của mình nó sẽ rất là ngắn luôn. Anh em mà làm việc những cái tủ kệ bàn ghế đó cho. Không gian nó chật hẹp á, mình xài cái này thì mình len lỏi để mình khoan được đó thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều nha. Cái số càng nhỏ thì cái cấp trượt của nó sẽ càng nhạy ha, để cho làm mấy cái đồ nhỏ rồi đó không có bị tua đầu rồi nó đứt ghen của mình. Tuy mình test thử bắn dít gỗ còn sao nghe nè, đầu BH2 vô nha, nhìn con máy nhỏ xíu rồi ha. Không mình chỉnh cho nó về mức độ sao trung bình ha. Mở ra thì để 10 mấy được rồi, có hai con dít nè, cho mở ra thử còn sao. Đây, ok ha, nhà lỗ khác ha. Dạ thử đi. Ok không? Nhưng mà có một cái là nó mạnh, nó dư lực. Vì khi mà vô tới đây nè, cho thấy là ghen là nó xay. Nếu mà gỗ cứng là nó tuôn ghen, với lại nó bể ốc của mình luôn. Vì ở đây nó có là chỉnh lực, nó có cái dòng xay chưa. Số 1 thấp nhất đi. Dạ thấp nhất ha. Rồi mình dặn con ốc vô. À vô đấy là nó tự động nó ngắt luôn. Dạ dạ không có bể cái đầu dít mình phải không? Dạ dạ. Hay 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 cái chỗ đó. Anh em có thể là mình lắp cái đầu bắn ton để mình bắn dít đuôi cá xài là cũng ok luôn ha. Đó, nó bị trượt rồi đó. Cho tăng lên. Cho cỡ số 15 đi. Dạ ok ha. Tùy theo cái độ dày của cái sắt, tùy theo cái độ bén của con ốc nữa mà mình có thể mình chỉnh cái chế độ. Nhà anh em có những cái bộ mũi khoan mà nó xài cái chân lục giác này nè, cái chân vuông vuông này nè, thì mình cũng có thể mình tận dụng lắp vô con máy này để mình khoan sắt, khoan gỗ đồ, hay là khoan tường đồ đó cũng ok luôn ha. Đây khúc gỗ của mình này nó là gỗ thông nha, về cho khoan thử lỗ còn sao. Nhẹ nhàng ha. Dạ dạ. Rồi ok, khoan sắt luôn. Dạ rồi, test thử coi khoan nổi không. Ok, quá ngon luôn ha. Và anh em có những cái mũi khoan tường nè, thì mình cũng có thể mình tận dụng lắp vô mình xài cũng ok luôn ha. Mũi 10 đó. 10 ly nha. Nó khủng quá, làm thử được không nha. Đó. Nhẹ nhàng ha. Rồi, đây. Lúc đó, nguyên khúc luôn ha. Quá ngon lành nha anh em. Khui ra thử con máy này xem cơ cấu tạo bên trong của nó như thế nào cho. Pin này thì nãy con tách nó ra rồi. Ở trong xài cell màu xám nha anh em. 4 cell. Thì trên nó có một cây mạch nè, 2 phép thương hiệu Hukan nè. Pin 18650B 1500mAh.
ở đây là Marula nè, 5,55 W/giờ, pin của thằng Hukan luôn ha. Để tới con máy chưa, lấy vít với con sao T10 nha anh em. Rồi gỡ nó ra thôi. Đây bên trong con máy của mình thì cái chân tiếp xúc pin nè anh em. Rồi cái này là cái cò điều tốc, đây cũng có thương hiệu nè, thông số rồi ha. Cò điều tốc nó dính với cây nút đảo chiều trên đây, mạch của nó nè, ở đây 16.8 V. cái mã của nó là HKDC, sản xuất là ngày 15/3/2023 ha. Mới đây nha anh em, trên đây thì nó sẽ có một cái con tụ nè IC 35V và 470 μF ha. Nó sử dụng là động cơ không chổi than hay nè, nó có 2-3 lúc nhông gì đó, cũng quấn di động cũng khá nhiều nè. Và những cái loại động cơ Woodlet này thì chắc chắn nó sử dụng là di động 100% hay nè. Anh em có nhu cầu mua cái bộ sản phẩm này nè, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo. Anh em thấy video thích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nha. Bye bye.